Xin chào tất cả quý anh chị. Nếu một ngày nào đó chúng ta chạy một chiếc xe Volvo và quý anh chị đậu ở nhà, tự động nó bị hú, tự động nó bị kêu tin 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 lên, thì không biết có phải là có ma hay không ạ? Thì nguyên nhân tại sao? Thì trong video này Khanh sẽ hướng dẫn cho nhà mình. Đầu tiên là tất cả những chiếc xe Volvo khi mà đậu xe thì nó sẽ có một cái chế độ đó gọi là chế độ phát hiện chuyển động ở phía trong xe. Thì chế độ này nó sẽ quét bằng những cái đầu dò radar tín hiệu. Thì khi mà quý anh chị đậu, vô tình cái camera hồng ngoại của quý anh chị, cái camera tại nhà đó, bây giờ tất cả nó đều trang bị cái đèn hồng ngoại, nó quét ngay vào cái xe của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị kêu. Rồi, trường hợp này thì giải quyết như thế nào? Quý anh chị có thể vào control, vào home. Quý anh chị vào home, vào control, vào control. Rồi, dưới cùng thì nó sẽ có cái chữ Reduce Alarm Mode. Thì nhờ quý anh chị bấm vào giúp dùm Khanh. Chế độ Reduce Alarm Mode sẽ giúp cho quý anh chị không bị cái tiếng kêu do camera hồng ngoại nó quét vào trong xe. Rồi, một trường hợp kế tiếp nữa mà khá hi hữu, cũng không có thể xảy ra nhưng vẫn có thể xảy ra, đó là chìa khóa của quý anh chị hết pin thì nó cũng báo. Thì trong trường hợp này, cái chìa khóa phụ của quý anh chị mà hết pin á, thì chúng ta sẽ gọi là gỡ pin trên cái chiếc chìa khóa gỡ ra. Đó, thì nó sẽ không bị kêu nữa. Đây là hai cách mà quý anh chị có thể nhận biết ngay là cái chiếc xe của mình là bị hú trong trường hợp nào. Hy vọng video này sẽ mang lại giá trị cho quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video sau ạ.